Bộ Công an đề nghị xử lý một phó chủ tịch Hà Nội liên quan đến đại án Nhật Cường. Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Mạnh Quyền, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm liên đới trong đại án Nhật Cường nên đề nghị xử lý theo quy định. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 6 bị can khác trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đáng chú ý, ngoài ông Trung và 4 bị can là cựu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn cáo buộc ông Nguyễn Mạnh Quyền nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội, chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Theo kết luận điều tra, năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Biết được thông tin này, công ty Đông Kinh không đủ năng lực nộp hồ sơ nên rủ công ty Nhật Cường cùng tham gia để hợp thức hóa việc nộp hồ sơ đấu thầu, Nhật Cường ký hợp đồng kinh tế khống đối với công ty Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Trung làm giám đốc. Liên doanh Nhật Cường Đông Kinh sau đó sử dụng hợp đồng khống này để hợp thức hóa hồ sơ năng lực và dự gói thầu. Do có mối quan hệ quen biết và được Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường nhờ nên bị can Trung sử dụng quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đình chỉ thầu không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Sau đó bị can Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa, đối với gói thầu để thực hiện động cơ cá nhân là để cho công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích, đồng thời để công ty Minh Hoa ký kết hợp đồng kinh tế với công ty Nhật Cường có cơ sở xác định hợp đồng khống để liên doanh Nhật Cường Đông Kinh sử dụng hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự đấu thầu và trúng gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 2016. Cuối năm đó, liên doanh Nhật Cường Đông Kinh đã trúng thầu và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán hơn 42 tỷ đồng. Năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Quyền là giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán năm 2017, sau đó Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp bổ sung ngân sách cho sở này, trong đó có dự toán gói thầu số hóa trị giá hơn 18 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2017, ông Quyền tiếp tục ký quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước trong đó, phần kinh phí thực hiện số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư là hơn 18 tỷ đồng. Đến đầu năm 2018, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư mời thầu gói số hóa, liên doanh Nhật Cường Đông Kinh tiếp tục được chọn làm nhà thầu và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán gần 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tại hai hợp đồng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty Nhật Cường đều trúng thầu nhưng sau đó doanh nghiệp này bán lại cho công ty Đông Kinh và hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Quyền cho biết ông làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. Đối với gói thầu số hóa năm 2016, khi liên danh Nhật Cường, Đông Kinh trúng thầu và đang thực hiện hợp đồng, ông Quyền nói không chỉ đạo, tham gia hay liên hệ bất cứ hồ sơ, chứng từ nào. Tại gói thầu năm 2017, ông quyền thừa nhận đăng ký văn bản bổ sung dự toán để phục vụ số hóa tài liệu và giao dự toán gói thầu theo đề xuất của bị can Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đồng thời việc phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu do bị can Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và ông Phạm Văn Khương, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chết thực hiện còn việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng cho liên doanh Nhật Cường Đông Kinh thực hiện theo văn bản ủy quyền của giám đốc cho các cấp phó. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Mạnh Quyền không trực tiếp chỉ đạo hay tham gia tổ chức đấu thầu hai gói số hóa trên. Tuy nhiên, với tư cách là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, ông Quyền là thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách, phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm khi đấu thầu. Do chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền về sai phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý đối với nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Cơ quan điều tra đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý theo quy định.